Chào các bạn nhé. Kết quả của ngày hôm nay này. Hôm qua trận mưa đó, thiệt hại bao nhiêu nào? Xót ruột. Quá nhiều lườn các bạn ạ. Qua tôi đánh thì ngập hết, qua mưa gọi là muộn quá. Thì hôm qua tôi đánh sớm. Đấy, các bạn thấy nhiều không? Quá nhiều. Giờ tôi còn trụ ống ở đây, tôi xuống tôi vớt lốt các bạn ạ. Trời lại đang mưa. Chết hết. Buổi cũng được nhưng mà chưa sạch. Các bạn rất nhiều. Đấy, tôi con chụp ống ở đây tôi cũng vẫn luôn không biết. Thank you.
qua là gió to quá, bị mất mất một ống. Thỉnh thoảng mới được ống sâu, còn đá xuống nó chết hết. Ồ, bo mặt. Rồi các bạn, một ống thôi, chết hết. Rồi, sợ gì. Đây thì không công đâu các bạn. Rồi các bạn, sợ gì. Đây tôi bắt được cái dừa nhiều ngon quá này, nhiều này, quá nhiều. Hôm nay nó chỉ con sống được khoảng 3 cân rồi các bạn. Thì nó tôi xuống đây tôi tìm lại một ống nữa. Các bạn có thấy sót ruột không? Quá sót ruột. Để tôi xuống tôi tìm lại một ống nữa. Tôi phải bóp vào cái tay này. Bóp tất vào tay. Cô ơi, tránh giúp cháu cái cô. Đâu? Vâng. Chán quá các bạn. Chết hết rồi. Rồi các bạn. Quá khủng luôn.
Con chỉ sống còn được sống còn được 3 cân thôi các bạn. Con chưa được 3 cân. Ông nó lại vẫn con. Tôi cho các bạn nhé, để tôi xuống tôi tìm lốt một ống tôi sót.